chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình hướng dẫn với các bạn là mình đang nhổ khịa đấy các bạn nhá. Mình rất là khịa các bạn. Quay tới kêu à. Hoa thấy mà nhìn em mờ lắm. Hả? Nhìn cái hoa mờ lắm. Không như rõ cái hoa. Hoa về chuyện lông. Mày thần kinh nhà mày được lắm mà luôn. Nắp dung vào. Mình đang nhổ xịa đây các bạn nha. Nhổ xịa để tầm nha các bạn. Cái thứ mấy? Cái thứ mấy? Hả? Cái thứ mấy rồi? Ừ. Thứ ba. Ừ. Thứ tư rồi cái tết à. Nó thóc cái bưởi. Thì về nhà quay. Quay đi cho các cánh. Quay đây, quay cái cánh này giống mình được quay đi. Đang nhỏ xịa rồi các bạn. Nó có xịa trắng ngẩn đẹp luôn các bạn. Thank you.
video của mình đến đây là xong. Xin chào tạm biệt các bạn.